Xin thân ái kính chào tất cả quý cô chú bác anh chị em trên mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang. Hôm nay kênh quay trở lại tiếp tục để chuyển chỗ anh chuyển đường Nguyễn Văn Cừ, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Như quý cô chú anh chị ơi, xin giao lưu chia sẻ cùng quý cô chú anh chị và các bạn một số phôi mai bonsai đẹp cũng như là phôi mai quái hết cô chú anh chị. Xin chúc cô chú anh chị các bạn xem clip thật vui ha, và cô chú anh chị các bạn chọn được cây nào ưng ý thì liên hệ trực tiếp với chỗ anh chuyển giúp kênh nha quý cô chú anh chị ơi. Mình xin gửi chân thành gửi lời tri ân đến quý cô chú anh chị các bạn thời gian qua ủng hộ kênh, ủng hộ anh chuyển khá là nhiều hết cô chú ha. Thế mình đi sơ qua vườn mai cái gì đó cô chú ha. Rồi bây giờ mình xin phép cho clip hôm nay luôn nha quý cô chú. Đây là cây cúc thọ hương khủng nha cô chú anh chị. Đây là một số phôi mai nha quý cô chú anh chị ơi. Phong đủ size đủ cỡ nha cô chú anh chị. Đế bonsai VIP đẹp luôn, nhánh thú có luôn ha cô chú. Phôi xù có luôn. Tứ quý cũng có luôn nha cô chú anh chị. Bên đây là cái vàng quái này cô chú anh chị với tứ quý ha. Rồi bây giờ vô clip luôn nha quý cô chú. Dạ, em chào anh luôn anh Chuyển ơi. Chào em. Chào cô bác anh chị em ơi, đất nước à. Hôm nay em có về mười mấy phôi mai, trong đó gồm có tứ quý, có mai vàng có, thì xin giao lưu cùng cô bác anh chị em ở miền đất nước à. Đầu tiên mà cô bác anh chị em vô phôi số 1 à. Dạ, cái đầu tiên luôn nha cô chú là một cây mai ghép gì anh hả? Cây số 1 là một cây mai xù ghép cúc thọ hương nha cô bác. Wow, cây VIP ha, cây phong cao dáng trực như cô chú anh chị, xù luôn. Cây xù hết luôn ha cô bác nè. Quay chậm chậm quá coi nè. Đây là nguyên cúc này lên trên là xù hết trơn nha cô bác. Giờ mình đi từ trên xuống luôn nha cô chú. Cây mình thấy nụ Tết luôn ha cô chú ha. Cây vừa chơi Tết vừa xù vừa VIP luôn. Cây này là Tết là có bông chơi nha cô bác, bông chưa nhiều nhưng mà bà đủ chơi nha cô bác. Cái này chơi là hàng độc lạ trong sân nhà mình luôn nha cô chú. Đế thì đều hết luôn nha cô bác. Từ đó tới giờ mình quay mới có cây đầu tiên là cây phôi, cây dáng trực xù ghép cúc thọ hương là cây đầu tiên clip trên kênh luôn nha cô chú anh chị. Cây này VIP lắm cô bác ơi. Cây phôi số 1. Chi cành ghép kính tàn thông ha cô chú anh chị nha. Chơi Tết này cũng được một mùa này ít bông ha. Cây này là Tết vậy là về mình có đủ kim hết nay là chơi được nữa cô bác. Năm sau là kính tàn rồi. Năm sau là ok rồi đó. Cúc thọ hương thì nó rất là mạnh, nó mau kính tàn lắm nha cô chú nha. Năm sau là kính hết luôn, năm sau là ok. Rồi, cho em thông số luôn nha anh Chuyển. Củ đế nở luôn nha cô chú anh chị. Dạ, hoành thân em đo tại vị trí này là 38 rồi cô. Dạ, hoành là 38, hoành nở củ đế nha cô chú nha. Chiều cao mà em tính tới chỗ ghép thôi nghe là cô bác nghe tới mất ghép thôi, không tính tới đọt luôn nghe là 110. Dạ. Chiều cao của cái phôi là 110 nha cô chú anh chị. Cái bầu này lọt lòng là 60 nha cô bác. Cái chậu lọt lòng là 60. Tán ngang của cái tàn là 76 nha cô bác. Cho em coi củ đế lại nha. Đây củ đế nở nha cô chú anh chị ơi. Đây là củ nở đế đều lên luôn nha cô bác. Cây ghép cúc thọ hương xù số 1 này em xin giao lưu với giá là 17 triệu luôn cô bác ơi. Dạ, cây phôi xù luôn nha cô chú anh chị, dáng trực tàng thông ha. Chậu xưa luôn phải không? Chậu xưa luôn, chậu gốm xứ xưa. Ủa vậy là mình xếp chậu luôn ha anh? À, là xếp luôn cái chậu này đó ha. Mà cái này xếp chậu mình tính xếp sao anh? Đông mà kiện sao á? Bao xếp luôn. Bao xếp toàn quốc luôn phải không? Rồi, bao xếp. Rồi. Bao xếp toàn quốc cây phôi mai xù dáng trực tràng thông ghép cúc thọ hương thành phẩm chơi Tết nha cô chú anh chị. Chơi không được nhiều nhưng mà chơi được ok. Cho cô chú chị các bạn coi kỹ lại xíu cái mắt ghép của mình cái ha. Đây mắt ghép ha cô chú. Có ôm nút nụ luôn nha cô chú anh chị. Nút nụ chơi Tết luôn nha. Chung cây này giá trị cao nên em quay cũng hơi lâu một tí, cô bác cũng thông cảm ha. Bây giờ cô bác coi kỹ một tí. Cái đầu bo này nha cô chú anh chị. Cây là nhìn rất đẹp, cây ngoài nhìn đẹp cây lắm rồi bác. Cái này thì ghép được dán trực luôn. Tử luôn. Trực luôn. Rồi, đổi cây giùm em nha. Hơi lâu. Tiếp tục cây mã số 2 là mai cây mã số 2 cũng là một cây xù nghe các bác.
Cây này em mới vô chậu được khoảng nửa tháng. Hôm nay đâm tược kính ở đây không bác? Cây này là về ghép được nha cô bác. Cái này là đang còn tược zin nha cô chú anh chị. Đây xù một cục luôn, nở chỗ này luôn nha cô chú anh chị ha. Cái này về cô bác nào mà muốn để ghép tược thì để chờ thời gian nữa, còn ghép mấy cái đợi ghép cho thằng nó thì về là ghép được liền luôn nha cô bác. Cây này em cũng đóng kiện luôn nha cô bác. Cú đế nở luôn nha cô chú. Kéo nhựa cây này là đế nó ở dưới là đều luôn nha cô bác, tại không có dám moi lên, moi mình mới cầm mà moi lên nó yếu nha cô bác. Nè xù là nguyên củ tròn vo luôn ha. Cây này rất độc nha cô bác. Dán trực quân tử luôn cô bác ơi. Chi cành thì đều luôn. Em quay chậm cho cô bác coi. Rồi. Cây này nhìn là đẹp cây lắm nha cô bác. Nhìn ngoài là rất ghê, rất ghê luôn. Nguyên cục nó chọn dịnh. Quanh em đo tại trí này là 23 ha cô bác. Dạ, quanh là 23 nha. Em đo chỗ chung nhỏ nhất luôn á. Cao là 71. Chậu này lọt lòng là 35 nha cô bác. Em đo cái cũ cho cô bác xem luôn. Cũ là 38 ha cô bác. Dạ, cũ đế nở là 38 nha cô chú anh chị. Cũ xù bự luôn, đã lắm nha cô chú nha. Một khôi mai xù dán trực luôn nha cô chú anh chị. Khôi phát triển rất là mạnh. Cái này xù chậu sao anh? Tử luôn. Cái này là xếp luôn chậu luôn cô bác ơi. Cây này đâu dám nhổ ra. Đóng kiện ra là cây chết luôn à, cây si luôn. Dạ, đóng kiện gỗ luôn ha cô chú. Cái này đóng kiện cho cô bác luôn ha. Dạ. Cây phôi xù mã số 2 này em xin giao lưu giá là 6 triệu luôn nha cô bác. Dạ, 6 triệu nha quý cô chú anh chị ơi. Một phôi mai xù có chi cành đầy đủ luôn nha cô chú anh chị. Phôi đâm tược sống khỏe luôn. Nước xe xù đẹp luôn nha cô chú anh chị. Dạ rồi, đổi giùm em luôn nha. Nếu tính đem ngoài anh em trong đây để mấy cái phôi. Rồi cây mã số 3 là cây tứ quý ha cô bác. Dạ, mã tứ số quý. 3 là phô mai tứ quý dán trực nha cô chú anh chị. Để nơm luôn cô bác ơi. Dạ, trên đây có 3 thân 3 cành luôn. Cây tam tài luôn cô bác ơi. Dạ rồi, cho em thông số nha anh. Quanh em đo tại vị trí này là 31 ha cô bác. Dạ, quanh là 31 nha quý cô chú. Quanh của đế đặt nó là 76 cô bác. Dạ. Rồi đế sổ nôm là 16 ha cô bác. Dạ. Tổng chiều cao là 62. Cây tứ quý mã số 3 em xin giao lưu với giá là 1.800.000 luôn cô bác ơi. Dạ, 1.800.000 một phôi tứ quý dán trực mã số 3 nha cô chú anh chị. Dạ rồi, đổi giùm em luôn. Rồi, cây mã số 4 một phôi mai xù luôn nha cô bác. Dán thú luôn. Dán thú ngồi luôn cô bác ơi. Dán thú ngồi một phôi mai xù mã số 4 nha quý cô chú. Mã số 4. Cái này mai vàng nha cô bác. Này nó xù hết ha cô bác. Đó. Để bao đều hết ha. Để cô bác xem. Quanh em đo tại vị trí này là 30 hết cô bác. Đường kính bầu là 35. Chiều cao tổng thể là 32 hết cô bác. Cây phôi mai xù mã số 4 này em xin giao lưu giá là 1.200.000 luôn cô bác ơi. Dạ, 1.200.000 nha cô chú anh chị ơi. Phôi mai xù mã số 4 nha cô chú. Dạ rồi, đổi giùm em luôn. Tiếp theo cây mã số 5 là phôi tứ quý nha cô bác. Cây đế nơm nha. Củ đế nở đế nơm luôn. Cây lùng lực luôn cô bác ơi. Cây rất là đẹp luôn, bonsai rất lùng lực đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đế nơm củ nở. Cây rất đẹp cây cô bác ơi. Đế rất đẹp, đế đều luôn nha cô chú. Đế nơm đều luôn. Đế là củ đế đặt hết trơn nha cô bác. Quanh em đo tại vị trí này là 29. Dạ, quanh là 29. Quanh củ đặt là 94. Rồi, quanh củ đế là 94. Đế sổ nôm là 20. Tổng chiều cao là 55. Cây tứ quý mã số 5.
Thưa quý mã số 5 này em xin giao lưu giá là 3.200.000 ha cô bác. Dạ 3.200.000 nha cô chú anh chị ơi. Thưa quý mã số 5 và dạ, đổi giùm em nha. Tiếp theo phôi thứ 6 là phôi tứ quý luôn nha cô bác. Rồi mã số 6 là một phôi tứ quý dán trực phong cao nha cô chú anh chị. Có cây dán trực chi cành đều luôn nha cô bác. Củ đế nở luôn cô bác ơi. Rồi, đế nở đế đều luôn nha cô chú anh chị. Mã số 6. Củ đế đều luôn. Mã số 6. Quanh em đo tại vị trí này là 29 luôn ha cô bác. Dạ quanh là 29 nha cô chú anh chị. Tổng hoành bầu nó là 119 nha các bác. Yeah, tổng hoành đế là 100, hoành bầu là 119. Tổng chiều cao nó là 82. Yeah. Phôi tứ quý mã số 6 em xin giao lưu giá 1.500.000 luôn các bác ơi. Dạ, 1.500.000 nha cô chú anh chị, 1.500.000. Bao ship toàn quốc luôn cô chú, chị thích chơi nào liên hệ trực tiếp với anh chuyển giúp kênh nha cô chú nha. Dạ rồi, đổi giùm em luôn. Số điện thoại mình sẽ để trên phần mô tả với phần tiêu đề nha cô chú anh chị. Tiếp theo là cây phôi tứ quý mã số 7 luôn các bác ơi. Một cây dán trực rất đẹp nha cô chú ơi, đế đều luôn. Có chi cành luôn nha cô chú anh chị. Cây dán trực thẳng bay. Cây đế đều 24 giờ luôn nha các bác. Rồi, mã số 7 là mai tứ quý nha cô chú anh chị. Này, đế đây. Quanh em lo tại vị trí này là 30 hết cô bác. Dạ quanh là 30 nha cô chú ơi. Đường kính bầu là 45. Chiều cao tổng thể nó là 73 hết cô bác. Cây phôi tứ quý mã số 7 này em xin giao lưu giá là 1.800.000 luôn cô bác ơi. Dạ, 1.800.000 nha quý cô chú anh chị ơi, mã số 7 luôn. Dạ đổi giùm em luôn. Rồi, tiếp tục mã phôi tứ quý luôn nha cô chú anh chị. Tứ quý mã số 8 luôn cô bác ơi. Phía sau còn rất là nhiều phôi quái nha cô chú anh chị, phôi đẹp luôn. Mã số 8 nha cô chú, một phôi tứ quý luôn. Mã số 8. Cây này cũng củ nở đế bỏ đều hết nha cô bác. Rồi, chi cành đều luôn. Chi cành có đủ nha cô chú anh chị. Tứ quý mã số 8. Mã số 8. Quanh em đo tại vị trí này là 30 hết các bác. Dạ, quanh là 30 nha quý cô chú nha. Đường kính bầu là 46. Chiều cao tổng thể nó là 78. Cây phôi tứ quý mã số 8 này em xin giao lưu giá là 1.600.000 luôn các bác ơi. Dạ, 1.600.000 phôi tứ quý mã số 8 này nha cô chú anh chị ơi. Dạ, đổi giùm em luôn. Rồi mã số 9 là một cây tứ quý dán trực phong cao luôn nha cô chú anh chị. Chi cành đầy đủ ở trên này luôn. Cây số 9 là tứ quý luôn các bác. Để đó mình tính rồi. Đây là tàn dù ha, tàn tròn dễ mau nha cô chú anh chị. Chi cành đầy đủ hết ha. Cây này là chi cành đều đế bỏ đều hết ha các bác. Cây mã số 9, tứ quý mã số 9. Rồi. Mã số 9 nha cô chú. Tứ quý mã số 9. Hoành em đo tại vị trí này là 26 ha các bác. Dạ hoành là 26. Đó hoành đế tổng đi. Hoành đế tổng nó là 123 ha các bác. Chiều cao tổng thể là 120. Cây tứ quý mã số 9 em xin giao lưu giá là 1.400.000 luôn các bác ơi. 1.400.000 nha cô chú anh chị ơi, phôi tứ quý mã số 9 luôn. Dạ rồi, đổi giùm em luôn. Bỏ đây đi, bỏ đi. Rồi, mã số 10. Cây tứ quý mã số 10 luôn các bác ơi. Phôi tứ quý mã số 10 nha cô chú anh chị. Chi cành đầy đủ luôn nha cô chú nha. Cây chi cành đều đế đều luôn nha các bác. Thân lắc cũng rất đẹp các bác ơi. Đế đẹp luôn. Quanh em đo tại vị trí này là 29 ha các bác. Dạ quanh là 29. Đường kính bầu là 40. Chiều cao tổng thể là 65 ha các bác. Cây phôi tứ quý mã số 10 này em xin giao lưu giá là 1.600.000 luôn các bác ơi. Dạ, 1.600.000 nha quý cô chú anh chị nha. Phôi tứ quý mã số 10, chi cành đầy đủ luôn nha cô chú. Tiếp theo là một phôi mai vàng ha các bác. Phôi lượng lực. Phôi mai vàng. Củ đặt luôn các bác ơi. Vàng đế đặt luôn nha cô chú anh chị ơi. Đế nở đặt. Đế đặt nha ha. Cây gióc ngọn luôn, cây này già cây lắm ha các bác.
này, da nó muốn lên xù luôn quá rồi. Đế nó nở đặt hết trơn rồi nha cô chú anh chị. Đế nó đặt đều hết trơn luôn ha các bác. Quá già luôn. Quành em đo tại vị trí này là 29 ha các bác. Dạ, quành là 29 ạ. Quành đế tổng nó là 133 ha các bác. Dạ, quành đế là 133. Chiều cao là 43. Vót ngọn là 15 đến 14 luôn ha các bác. Dạ. Cây mai vàng mã số 11. Mai vàng mã số 11 này em xin giao lưu giá là 5 triệu luôn ha các bác. Rồi, 5 triệu nha quý cô chú anh chị ơi, phôi mai vàng mã số 11 luôn, đế đẹp luôn. Đế nở nha cô, đế đặc luôn nha cô chú. Rồi, tiếp tục là một phôi quýp luôn nha cô chú. Một phôi mai xù gián thú luôn ha các bác. Xù gián thú quýp luôn nè, nha cô chú anh chị. Xù hết ha các bác. Chỉ cần đều luôn. Nè, cây quá đẹp. Xù hết ha các bác. Cây rất đẹp cây quá rồi. Đế rất lực nha cô chú. Chỉ cần có đủ luôn nè cô chú ơi. Hai mặt đều đẹp hết nha cô chú anh chị. Mặt nào cũng đẹp chứ cô bác ơi. Xù hết ra luôn, cái này xù là khoảng 40% luôn á cô bác ơi. Này giống dê núi quá. Hoành em đo tại vị trí này là 29 ha cô bác. Hoành là 29 nha cô chú. Đường kính bầu nó là 48 ha cô bác. Dạ, đường kính bầu là 48. Chiều cao tổng thể của em nó là 53. Cây mai xù gián thú mã số 12. Em xin giao lưu giá là 3.500.000 luôn cô bác ơi. Dạ, 3.500.000 nha cô chú anh chị ơi. Chị trang một vòng nữa nha, một vòng nữa. Rồi, phôi mai xù gián thú 3.500.000 dạ đổi với em. Rồi, tiếp tục là một phôi tiếp theo là một xoay lùng lực luôn ha cô bác. Xù luôn quá ơi, nè nó bể xù nách cho nè ha cô bác. Cái này em không báo xù nhưng mà là nó em báo cho cô bác biết là nó bãi xù nách hết nè ha. Cây này là nguyên một củ đế đặc luôn. Rồi vàng đế khủng luôn nha cô chú anh chị. Đế nở đặc hết chân luôn. Đế nôm luôn nha cô chú. Đế nôm cao hết trơn ha. Nôm cao đế đặc luôn. Một phôi bonsai rất là lực nha cô chú anh chị. Hoành em đo tại chí này là 35 ha. Em đo chỗ nhỏ nhất ha cô bác. Dạ, hoành là 35. Hoành đế tổng nó là khoảng 1m6 ha cô bác. Dạ, hoành đế là 1m6 nha cô chú ơi. Đế nôm cao nó là 30 luôn ha cô bác. Dạ. Đế nôm là 30. Chiều cao là chiều cao tổng thể của em nó là 64 luôn cô bác ơi. Chiều cao tổng thể là 64 nha cô chú anh chị. Một cây lùng lực mã số 13. Cây này em xin giao lưu giá là 8 triệu luôn nha cô bác. Dạ, 8 triệu nha quý cô chú anh chị. Rồi, đổi giùm em luôn. Rồi, một phôi tiếp theo là phôi tứ quý ha cô bác. Phôi tứ quý mọi như một cây cột. Một phôi tứ quý là cũ đặc nguyên cũ đặc luôn ha cô bác. Dán hơi siêu xíu ha cô chú anh chị. Cây tứ quý mã số 14. Này dán chật hay dán siêu anh? Một cây dán chật ha, lùng lực ha. Cũ đặc luôn ha. Quá trời cái bệ đế ha. Chú anh chị ơi, bệ đế rất là lực luôn nha. Nó đặc cứng luôn ha cô bác. Cái này là người ta trồng ở trong cái lu, có đập cái lu ra đó cô bác ơi. Cứng hết trơn luôn. Nguyên cũ đế nè cô bác coi nè. Đặt hết ha. Hoành em đo tại vị trí này là 37 ha cô bác. Dạ, hoành 36 thôi cô bác ơi, 36.5 à, tính dạ, 36 thôi. 36. Chiều cao tổng thể em nói là 55 ha. Tổng hoành đế là 140 ha cô bác. Dạ, tổng hoành đế là 140. Để đặt luôn nha cô chú anh chị, ở dán trực luôn nha.
Cây phôi thú quý mã số 14 này em xin giao lưu giá là 3.500.000 luôn các bác ơi. 3.500.000 cho một phôi mai thú quý lùng lực luôn nha cô chú ơi, dán trực luôn, đế đặt luôn, super lực luôn á, như cây cột luôn. Đó về ghép cho tàn dù lên ha. Ok luôn, một cây bonsai rất lực. Tiếp theo là một cây sù dán bay luôn nha cô bác. Sù dán bay quái luôn nha cô chú anh chị ơi, quá quái luôn. Chi cành đầy đủ luôn nha cô chú anh chị. Chi cành là đóng đều luôn ha. Rồi, phôi thành phẩm luôn, phôi này dễ chơi thành phẩm mau nha cô chú anh chị. Nè sù hết ha cô bác, nè cô bác coi nè. Nhưng bị sù ha. Mà thân lắc sù, lắc rất đẹp ha cô bác. Da màu vàng tươi luôn nha cô chú anh chị. Để đều hết ha, để nơm số nơm đều luôn ha cô bác. Nè đó, cô bác coi nè, sù hết ha. Quay chậm chậm cô bác coi, cây mất tiền thì em quay chậm chậm cho cô bác xem. Cây rất đẹp cây. Nước sù rất đẹp nha cô chú. Quành thân em đo trên của rễ này là 37 ha cô bác. Đế sổ nôm là 27 luôn ha cô bác. Chiều cao tổng thể đó là 130 luôn cô bác ơi. Chi cành đều tứ diện nha cô chú anh chị. Đường kính bầu là 51 luôn cô bác ơi. Một cây sù dán bay mã số 15. Cây sù dán bay mã số 15 à. Không phải 15 không, cây kia này 14 không? 14. Đúng rồi, cây trụ 14 à. Cây sù dán bay mã số 15. Em xin giao lưu giá là 12 triệu luôn cô bác ơi. Dạ, 12 triệu nha cô chú anh chị ơi, một cây mai sù chi cành tứ diện nha cô chú anh chị. Cây rất đẹp cây ha cô bác. Ở trên đây có cái ghép màu trời luôn cô bác ơi. Luôn nha cô chú anh chị ha. Dán bay mà thân lắc luôn. Đế sổ nôm cao mai mà giờ kiếm đế sổ nôm cao thì cũng hiếm lắm ha cô bác. Rồi một hàng sưu tầm nha cô chú anh chị. Giá giao lưu là 12 triệu mã số 15. Cô chú anh chị thích cây này liên hệ trực tiếp với anh chị dùm kênh nha cô chú ơi. Một phôi sưu tầm ha. Rồi đổi giùm em luôn. Ai chơi kho quẹt thơm quá luôn. Rồi. Rồi tiếp tục là một phôi mai cây mã số 16. Mã số 16 nha cô là chú anh một chị. Cây dán thú luôn rồi các bác. Ồ dán thú. Thân lắc rất đẹp các bác ơi. Lực luôn nha cô chú anh chị, chi cành lực đế lực nha cô đế chú. Đế bao đều hết ha. Thân nó lắc 16 mà vàng luôn ha các bác. Mà cây này cũng già cây lắm nè các bác, da nó sần sùi hết ha. Chi cành đầy đủ mà cô chú anh chị mua về cái đế là bỏ đều hết ha. Cũng phê luôn nha cô chú nha. Thân lắc rất đẹp ha các bác. Dán thú thân lắc rất đẹp. Cây mai vàng mã số 16. Hoành em đo tại vị trí này là 36 ha cô bác. Dạ hoành 36. Củ đế rất là đẹp nha cô chú. Tổng hoành đế nó là khoảng 1m6 cô bác ơi. 1m6 đế đều bốn mặt nha cô chú anh chị. Đây. Xin lỗi. Cái cũ nó là 463 ha cô bác. Củ đế là 63 luôn nha quý cô chú. Chiều cao tổng thể nó là 71 cô bác ơi. Cây mai vàng mã số 16 này xin giao lưu giá là 5.800.000 luôn cô bác ơi. Dạ, một phôi bonsai dán thú nha cô chú ơi, mã số 16 ha. Rất là lực cây nha. Bữa nay em lên hàng VIP VIP không nghe cho cô bác ha cô bác. Hàng VIP hàng sưu tầm nha cô chú. Mấy cây này về ghép cũng ta hương vô còn gì nè mà không phê nữa ha cô chú nè. Chi cành rất là già cây nha cô chú anh chị. Dạ. Đỏ hết trơn ha. Cây chi đóng sẵn dễ ghép luôn nha cô chú anh chị. Cây mai vàng mã số 16 giá là 5.800.000 dạ. Nha cô bác. Dạ rồi đổi giùm em luôn. Rồi vào đây đi. Tiếp theo cuối cùng là một cây mai vàng lùng lực luôn cô bác ơi. Rồi mã số 17 là một đế quái luôn. Cây này một cũng lên sù ha, bãi sù ha nha cô bác. Bonsai đế quái luôn nha cô chú anh chị. Là sù hết trơn ha cô bác. Cây mã số 17 cũng là cây cuối clip luôn cô bác ơi. Hôm nay là hàng sù khá là nhiều mà đế cũng đẹp, chi cành đủ hết luôn nha cô chú đế anh chị. Đế quái luôn. Sù hết trơn luôn cô bác.
cây nhìn rất là cây rất đẹp cây của bác ơi. Cây này là cây bonsai vô chậu và để bàn cũng đẹp lắm ha cô bác. Tết là ok. Cái này chứ bonsai để sân vườn cũng rất cái, là đẹp cho cô chú. Cây này lùng lực khác cô bác. Hoành Thắng em đo tại vị trí là 38 ha cô bác. Dạ, hoành là 38. Đường kính bầu của em nó là 62 luôn ha cô bác. Chiều cao tổng thể là 51 luôn cô bác ơi. Cây mai vàng mã số 17 này em xin giao lưu giá là 3.800.000 luôn cô bác ơi. Dạ, 3.800.000 nha quý cô chú anh chị ơi. Phôi mai xù quái mã số 17 nha cô chú anh chị. Cây rất là lực cho bonsai lùng lực xù nha cô chú anh chị. Đế quái luôn. Rồi. Rồi cuối clip em cũng cảm ơn cô bác anh chị em đã ủng hộ em những clip trước đây. Dạ. Và em cũng chúc mọi người sức khỏe làm ăn phát đạt. Cảm ơn mọi người ạ. Dạ. Xin chân thành cảm ơn cô chú chị các bạn đã xem clip luôn ạ.